chọn bao giờ vẫn theo bao ông chín lắm á. Chú anh chị các bạn đã trở lại với kênh chợ sông nước miền Tây. Hôm nay mình đang tiếp tục đến chùa Trà Tiên cũ của thành phố Sóc Trăng cho tin chắc để xem các vận động viên đang luyện tập các hàng trên sàn như thế nào chuẩn bị cho mùa giải Ốc Hoa Móc 2022. Thì mời quý chú anh chị cùng theo dõi video ngày hôm nay. Mình đang có mặt tại bữa nay buổi chiều thì hôm nay chùa cũng có để dân bảo lớn chú anh chị, cho nên các đội nghe của chùa sẽ đến đây để mà luyện tập ghe ngò sớm hơn mọi khi. Bây giờ mời quý chú anh chị vào bên trong cùng thêm với mình. Đây, hiện bây giờ các vận động viên của chùa cho tin chắc đang chuẩn bị tư thế để luyện tập trên dàn nước ngày hôm nay nha quý vị của chúng chị. Đây là hình ảnh các vận động viên đang vào bên trong chỗ luyện tập ghe ngò tại chùa cho tin chắc luôn. Thì bây giờ Thanh sẽ đi vòng vòng để cho quý vị của chúng chị xem. Đây bây giờ mình đang đi một vòng ở khu vực này cho quý vị chú xem các vận động viên vào như thế. Hôm nay thì tập sớm hơn mọi khi nha. Hôm nay tại ổng chùa có làm lễ dân bông thì các vận động viên cũng đến đây để luyện tập sớm hơn mọi khi. Đây là hình ảnh các vận động viên đang chuẩn bị vào tư thế này quý vị. Đây bây giờ các anh em rất sớm để mà đến đây để luyện tập ngày hôm nay. Thì Thanh cũng đến đây để chia sẻ cho quý cô chú anh chị xem. Đây thì bà con mình đến đây để xem. Chạy ra dàn nước kêu mai ra luôn. Hồi tối chỗ tối ghe là giống hồi tối đó đang tập nè. Đây hiện bây giờ các vận động viên đang vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng nha quý chú anh chị. Đây hiện bây giờ thì các vận động viên đều tư thế. Thì hôm nay là giờ tập sớm hơn mỗi khi. Bữa nay tập sớm hơn mỗi khi hả anh? Bữa nay cũng được cây gai dữ lắm. Bữa nay tập mấy hiệp anh? Hiệp lắm, 4 hiệp. 4 hiệp hả? Bữa nay cũng 4 hiệp nữa hả? Đây thì các bạn nhìn thấy hôm nay là ngày giờ dân y của chùa thì cho nên bà con mình đến đây cũng khá là gá đào đông luôn nha. Đây xung quanh bà con mình đến để xem đội ghe cũng khá là đông luôn. Con mình ngồi xung quanh cái bờ hồ này cũng khá là nhiều để mà theo dõi các vận động viên tập nha quý chú chị. Thank you.
bây giờ đang chuẩn bị điểm danh và chuẩn bị tập theo quý của chú anh chị. Thì bà con mình ở xung quanh ở bờ hồ cũng khá là nhiều rồi nè, để mà xem các vận động viên của vũng chùa luyện tập. Rồi, chuẩn bị cho các chú chị, chuẩn bị vào tư thế rồi nha. Mình sẽ lấy hết cái khung cảnh mà cho các chú chị thấy rõ hơn là đẹp không. No, rất quay rồi. Rất quay. Thank you.
ảnh bà con mình xung quanh để mà xem các vận động viên của chùa Cho Chân Chắc đang luyện tập ở khu vực bờ hồ. Thank you.
tại chỗ thì bơi ok nha, bữa xuống ghe bơi ôi nó kỹ tùm lum hết. Rồi chưa dẫn á. À. Vậy mà phát triển mà được đó, chứ đừng giống bữa hổm đụng bánh kèo thừa lưa hết trơn. Kèo này quan trọng cực kỳ cầm lái rồi. Lái mà đâm cái là rồi thua. Còn còn hai ấy nữa đó. Còn hai đám. Cho mấy anh thắng đấu rồi, mấy anh phải dạng như là đồng đồng rồi đó. Để cho mấy chị gái mà phải cầm bông đón ra xong á, chị mới đi đón xong chị đứng ra nước á. Đây cũng xin tạm dừng video tại đây, xin chúc quý cô chú anh chị các bạn một ngày mới vui vẻ và hãy đón xem những video kế tiếp của sông nước miền Tây. Nếu có hay hữu ích hãy đăng ký kênh, nhấn chuông chia sẻ cùng xem. Xin chào.